Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn móc hai chân của gấu. Thì chúng ta sẽ có năm hàng. Hàng thứ nhất chúng ta sẽ móc vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. Sau video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc nối hai chân của gấu hoặc là của búp bê có hai trường hợp nối hai chân của gấu và búp bê là nối hai chân không có bính nghĩa là nối liền với nhau và nối hai chân có bính là hai chân có khoảng cách với nhau sau khi chúng ta rút vòng tròn ma thuật thì mọi người nhớ ghim lại nhé sau đó chúng ta tiếp tục móc vòng thứ hai chính là 6 mũi tăng tương đương với 12 mũi đơn thông thường chúng ta làm búp bê hay là gấu để móc phòng thân thì chúng ta sẽ móc phần chân trước sau đó chúng ta sẽ nối hai chân và móc lên phần thân như thế thì con gấu hoặc là con búp bê của mình sẽ đẹp hơn có một số trường hợp là móc phần thân riêng và phần chân nấu riêng. Tuy nhiên là có trường hợp đó rất là ít. Theo mình nghĩ là ít, tại vì theo mình thấy là móc hai chân và móc lên phần thân thì nó sẽ đẹp hơn. Ở hàng thứ ba đến hàng thứ năm chúng ta sẽ móc 12 mũi đơn sau khi móc 12 mũi đơn của một chân chúng ta sẽ tiếp tục móc chân thứ hai tương tự như chân thứ nhất sau khi chúng ta có hai chân giống nhau thì mình sẽ hướng cho các bạn nối chân cái sợi dây mà sau khi chúng ta rút khi mà tạo vòng tròn ma thuật ban đầu á sau khi mà chúng ta móc xong cái chân của mình thì chúng ta nên lặn nó vào bên trong để giấu cái sợi dây đi nhé Mọi người chú ý câu cuối của chat nhé. Đó là làm tương tự với chân thứ hai nhưng không cách lên và móc tiếp lên phần thân. Ở chân thứ hai chúng ta sẽ lên hai bính nối với chân thứ nhất là 12. 12 mũ đơn, sau đó lên tiếp hai bính nữa và móc tiếp 12 mũ đơn. Thì video sau mình sẽ hướng dẫn